cả nhà mình quay trở lại với kênh Hoa Sứ Lyza dù lúc 7 giờ tối hàng ngày ha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cả nhà mình là một số cây sứ Thái ghép. Giá cây em bán hôm nay là từ 80.000 cho tới 400.000 một cây. Đơn hàng em đi là 200.000 trở lên em mới gửi nha cả nhà. Mình có cây số 1. Số 1 là một em hàng VIP cũ quái nha. Cây này ghép giống là Hương Xuân, hoa màu vàng. Cây Hương Xuân này được ghép 7 bo nha, trong chậu C12. Giá 400.000. Đây, em này là cũ quái. Cả nhà mình ai yêu thích chơi hàng quái thì mình chọn ra cây này ha. Củ to chặt chậu luôn nè. Rồi, ghép giống Hương Xuân là hoa màu vàng nha cả nhà. Rồi, cây này là 400.000 nha. Em tiếp số 2. Số 2 là Rasafat, màu hồng một giống, hoa cực kỳ rộ luôn, xây hoa to. Mình nhìn cái hoa nó đang cho nụ và hoa nở nè. Màu hồng 3 lớp nha. Ba hồng 3 lớp có sọc. Cây trong chậu C10. Hoành cũ của cây này là tầm cỡ 62 nha, ghép 5 bo 101. Rồi em tiếp số 3. Số 3 là Quyết Thắng. Quyết Thắng mình đang nụ nha, màu đỏ đậm luôn. 3 lớp đỏ đậm, Quyết Thắng 6 bo, củ nhìn cơ bắp. Củ chia làm hai khối nè. Cái củ này chôn hơi sâu, em nghĩ cái củ này nếu mà mình nhổ lên là nhìn thành ra cái củ hơi quái nè, nó chia bên đây một khối, bên đây một khối nha cả nhà. Rồi 130.000 Quyết Thắng ha. Số 4. Số 4 là một giống hoa nền trắng gân đỏ có hương thơm và hoa cực rộ luôn. Đây, mặt hoa nó này nha. Này nè, nó mới bung ra. Hương thơm lắm cả nhà. Nó nở nó bung ra chắc chưa nắng mà mình ra mình đứng kế nó là nghe thơm ngang ngát luôn á. Cây này tựa dài nữa nha. Cây này về ai yêu chiếc jean thì chiếc liền được luôn. Đây, cây tựa dài tầm 2,5 tay mình luôn á. Hoành cũ này là cỡ 64 luôn, ghép 5 bo tựa dài nguyệt cát. 150.000. Em tiếp số 5. Số 5 là Phương Lam 21. Lô hàng này là nếu mình mua mà cả nhà mình ai ở gần vườn em mình đến tận vườn mình nhận hàng về thì chơi Tết là vừa lắm á. Cây đang nụ không nha. Cây Phương Lam 21 này giá 250.000, 11 bo. Phương Lam 21. Rồi, tiếp số 6. Số 6 thì cây này em sang chậu sẵn là về nhà những khách mà không có thời gian sang chậu em sang sẵn luôn nha mình nè. Cây này là ghép 7 bo 2 màu nha. Phương Lam vàng là 3 lớp màu vàng và kim lân, màu đỏ có hương thơm. Cây 250.000, cây đang trong chậu 5 tấc ạ. Cây tựa dài luôn. Cái hành cũ cây này chắc nó tầm cỡ 70 đổ lại. Rồi em tiếp số 7. Số 7 là một cây sang chậu trong chậu 5 tấc nữa nè. Ghép 2 giống. Dạ bên em đứng nè, bên đây nè. Cái bên cánh tay em là hồng ngọc nha, 3 lớp màu hồng. Và bên phía bên đây là quân tử, 2 lớp đỏ tím. Có sọc nha. Rồi cây này là ghép 8 bo, 220.000. Cây này em sang chậu sẵn luôn, nếu mình tới vườn mình nhận là về chỉ để như thế này chăm là ngắm hoa thôi ha. Và em tiếp số 8. Số 8 là tím thang hoa kép. Đây, màu tím mình đang vô nụ nha. Cây này là có hai cái tựa dài lên. Tựa nó rất là dài. Có hai nhánh này nó vượt lên nó dài trên 3 gang tay em luôn á. Và một số tựa có 2 gang đến 2,5 gang. Cái củ này là nó tầm cỡ 65 luôn nha cả nhà. Ghép 6 bo, 130.000. Số 9, số 9 là Hạnh Phúc. Màu trắng, sọc hồng nha. Màu mặt hoa rất là xinh, cái tên cũng đẹp nữa. Đây cái củ nó nè. Hoành cũ này cực to luôn. Trong chậu C11 nha. 10 bo, 150.000. Em tiếp số 10 là Ti Ti, một giống hoa tím cánh nhọn. Đây Ti Ti, cái dàn nụ của nó ra nè. Nhìn coi mà mê mắt luôn. Cây Ti Ti này có bộ tàn, cây nó phân tán ra khá là đẹp mắt nha. Tròn. Cây này mà tựa dài thêm tí nữa là nhìn nó bung ra rất là đẹp. 6 bo, 150.000, chậu C10. Số 11. 11 là Vĩnh Lộc 16, 3 lớp trắng, có cái sọc hồng nhẹ rất là cưng. Đây, cái tàn của nó xòe ra tròn lắm ạ. Củ thì cơ bắp nha, 11 bo, 130.000. Số 12, Mảnh Long 3 là màu vàng cánh viền hồng. Mảnh Long, cái tàn của nó bung ra tầm 3,5 gang tay em đo ngang qua nha. Cây ghép 11 bo, 250.000. Đây, củ nó nha. Củ này có nhìn cơ bắp. 250.000, chậu C11. Và em tiếp 13. 13 là giống rom, đỏ viền tím nha, 4 bo, chậu C10. Củ hơi quái nè cả nhà.
Củ nó có thành khối khối nè, trên đây nó đeo theo mấy cái khối nhỏ lẻ trên riêng ra nữa nè. Cây bốn bo nha, cây này giống này là đỏ viền tím, 120 ngàn. Tiếp 14. 14 là ghép hai giống kiều diễm và tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh là có hương thơm nha, trắng hồng, trắng viền hồng ạ. Củ này thì nhìn hơi quái nè cả nha. Cây trong chậu C12. 11 bo 200 ngàn. Màu tuyệt đỉnh là màu trắng cánh viền hồng hương thơm nha. Kiều diễm là màu hồng viền trắng. Rồi tới 15 là xuân phúc. Xuân phúc màu đỏ đậm luôn, ba lớp đỏ đậm. Cây này thì tựa dài. Từ cái mắt ghép nè, từ cái bo ghép lên là nó dài cỡ 2 gan đến 2 gan rưỡi nha. Cái hoành củ này là nó nằm tầm cỡ 60. Củ hơi quái nè. Giá 100 ngàn. 16 kim lân, một giống hoa thơm và hoa cực rộ nha. Kim lân nó nở thế này em đứng kế bên là nghe thơm á. Hoa nó rất là tươi luôn nè cả nhà. Màu sắc nó là trắng đỏ. Hoa rộ nữa và xây hoa to nha. Cây 5 bo chậu C10 130 ngàn. 17 là vô danh. Vô danh cây 5 bo. Cây 5 bo. 4 bo có lá, có cái bo này nó bị sao mà nó rụng lá trơn rồi. Cây 5 bo chậu C9 80 ngàn nha. Tới 18, mộng cầm và cẩm thạch. Cái cẩm thạch này là bông ba lớp màu hồng, nó giống như bông hồng ngọc vậy nha cả nhà. Còn có giống mộng cầm, cây này ghép 5 bo, 3 bo mộng cầm, 2 bo cẩm thạch. Củ thì củ này bao đẹp luôn nè nha. Củ rất là đẹp trong chậu C11. Giá 250 ngàn, 5 bo. Rồi tiếp 19, 19 là tấn hỷ. Tấn hỷ nha, đỏ có lem trắng nè, ba lớp. Đây, cái tàn của nó. Cây này thì em cắt giống rồi, nay nó bung tựa lại nè. Cắt giống một lần nó bung lại tựa rất là mạnh luôn, tựa nhiều nữa. Cây ghép 4 bo trong chậu C9 80 ngàn nha. Tấn hỷ mình nhìn là cái mặt hoa của nó một lần nữa nha. Tấn hỷ đỏ, lem lem trắng. Rồi, hiện nay thì bên em ship hàng đi bằng hai cách ha. Cách thứ nhất là mình đi xe Tô Châu, cây em sẽ để nguyên chậu thế gửi Tô Châu. Hàng đến nơi nó sẽ gọi điện hoặc là nhắn tin mình ra trạm đó mình nhận cây ạ. Và khách ở xa thì cây sẽ đi bưu điện. Mà hiện nay là Tết cũng gần tới cận rồi, bưu điện nó đi tầm tới 20-22 là nó nghỉ rồi. Bưu điện thì em cũng đi khách ở vòng vòng trong khu vực. Còn những khách đi ra miền ngoài á thì em sẽ tạm gom đơn lại để qua Tết mới đi hàng nha cả nhà. Rồi cả nhà ai yêu thích những cái cây nào thì mình muốn chốt đơn á thì cứ gọi điện hoặc là mình nhắn tin ha. Nếu mình nhắn tin á thì lưu ý giùm em mình chốt mã số cây nè. Mình để mã số cây số máy và mình để lại số điện thoại để bên em liên hệ với mình mà lấy thông tin ha. Mình gửi hàng. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và ủng hộ.